Hello my friend and welcome to the game After Midnight my friend. Sau nửa đêm. Phòng này gần bằng phòng mình đó my friend. Bỏ thêm bộ máy tính đâu đây nữa. Thay cái tủ để bằng cái bộ máy tính là bằng phòng mình luôn. Hello. Damn it. Nhà mình thì không có tầng ok. Nhà này vẫn khá giả hơn nhà mình một tẹo. Một tẹo trong một kép my friend. Mẹ gửi tin nhắn cho mình à, ok. Mẹ nói cái gì đấy bét. Brad à, đừng có đi ngủ trễ ok. Và hãy nhớ lời khóa tất cả các cửa lại. Mình nhắn lại cho mẹ là đừng lo mẹ ạ, con sẽ ổn cả thôi. Bữa tối thì nằm ở trong bếp và đừng có mở cửa cho ai cả. Mẹ càng giận như vậy thì con lại càng mở đấy. Ân lắm, mền đó. Sao mẹ lại phải giận con như vậy? Con lớn rồi, con đủ trưởng thành rồi. Con biết là phải làm những gì tốt cho mình ok. Con biết cái gì phải làm, cái gì không nên làm. Con tự lo cho bản thân mình được. Con mở cửa đấy. Mở toang ra được cơ, chứ không phải là mở không không như đâu. Mở ra như vậy đó, làm gì nhau. 18 tuổi rồi chứ gì nữa. Mình không còn là con nít nữa nha mấy friend. Mình không cần mẹ mình phải dặn những cái thứ gọi là cơ bản như vậy. Người trưởng thành là mình có thể tự lo cho bản thân được. Mình có thể ba chấm được, ok. Từng này tuổi ai dám xông vào nhà mình đấm ngay. Cho nên là mình sẽ để cửa ra, ok. Không phải là mình không nghe lời mẹ. Vấn đề đây là mình muốn chứng tỏ cho mẹ biết là mình là người trưởng thành. Mình có thể tự lo liệu được, ok. Bếp ở đâu vậy? Ai xây cái nhà nhìn chán vậy? Xây cái nhà từ những cái cầu thang chiếm hết diện tích căn phòng rồi mẹ friend. Jesus. Mình phải xử tử từng kiến trúc sư mới được. Rồi cái công tắc điện ở đây rồi. Hả? À, mình cứ tưởng nhà tắm với lại nhà bếp nằm gần nhau chứ. Bữa tối của mình đâu? Oh. Wow. Tủ lạnh nhà mình mới được nhiều như thế này thì mình không phải ăn mì tôm ok. Hello, mẹ bảo bữa ở đây rồi. Spaghetti hả? Shit, spaghetti đã bị hỏng rồi. Tốt nhất là mình nên vứt nó đi và không nên ăn cái thứ này ok. Thế thì còn gì ăn không? Rồi bay khắp nơi vậy. Ăn gì vậy mấy friend? À, bim bim này. Không ăn à? Nhân vật bây giờ khó nuôi, khó chịu quá. Phải để nhân vật gọi là giống như mình mấy friend. Ăn mì tôm cả tháng đi, lúc đó bắt đầu mới trân trọng. Tủ lạnh như thế này mà nó không chịu chọn một cái món gì hết mấy friend. Nhà mình có rất ít trái cây trong tủ lạnh thì mình cũng mừng. Cho nên nói với mẹ biết là spaghetti thì bị hỏng được không? Bây giờ mẹ sẽ quay để làm việc yêu con, ok. Chào mẹ và hẹn gặp lại vào ngày mai. Yêu mẹ, ok. Hết hồn từ ngay và đứng đấy chứ. Mình chỉ đi coi phim mấy friend. Nhân vật bảo là muốn coi phim. Phim ở đây hả? Nhà nó thiết kế kiểu lạ phết. Ai đây? Mấy friend à? Vô chơi mấy friend. Mình đang ở nhà mình đây. Nhớ cầm theo đồ ăn này. Mình chụp hình lại đây. Bạn đi đi không? Mình chụp hình lại. Mình có điện thoại này. Điện thoại này có chức năng chụp hình không biết. Điện thoại nhìn hơi cổ mấy friend. Sợ không có. Bên đi bùm mà. Bên đi bùm mà. Ai đấy? Ai đứng trước nhà tôi đấy? Mình đóng cửa rồi ok. Khóa rồi. Khoan. Nhà này có cửa sau. Cho chắc ăn là mình bật điện hết tất cả các phòng rồi friend. Mình đầu hơi run run rồi đấy. Hơi sợ sợ rồi. Mình sai rồi. Mình xin lỗi. Này mình có hơi kiêu ngạo một tẹo. Ok. Quá rồi my friend. Cửa trước cửa sau thì quá rồi ok. Không qua nhà hết ok. Đi lộn không quay vào nhà chứ. Mình đang ở nhà mà. Unknown hả? Một tin nhắn không rõ người xác định my friend. Chắc là ba tin nhắn quảng cáo mà. Ai vẽ cái đinh gì giống thằng hồi này đứng ngoài kia vậy? Đi đâu mất rồi. Mình chỉ đứng quay mặt vào tường để đọc cái tin nhắn my friend. Hello little boy, xin chào cậu bé. Ai thế? Sao chú lại có số của cháu? Chú là một người bạn. Đêm hôm nay sẽ thật đặc biệt. Chú có thể cho yên được không? Bố cháu là cảnh sát đấy. Và bố cháu đang ở đây ok. Jeez, nhân vật mình nó dốc. Như cuội.
Cháu làm gì có cha hả Brad? Và cháu đang một mình mà. Sau đêm hôm nay ta sẽ gặp cháu. Làm ơn để cháu yên đi. Nhân vật mình trả lời một cách rất bình tĩnh mà phải. Tiếng gì nhỉ? Mấy friend nghe không? Chắc không nghe đâu. Nói chung mấy friend không có tai nghe nhưng mình nên mấy friend không nghe được đâu. Ý không phải là mình nói tai nghe mình xịn nhưng mà tai nghe mình để max volume với mấy friend. Để chơi mấy game bắn súng đồ ấy. Chơi Apex Legend đồ. Tom Clancy Rainbow Six Siege. Nên là tai nghe mình nghe tiếng bước chân rõ lắm. Tiếng bước chân nhỏ thì mình nghe mấy friend. Này trong lúc đọc tin nhắn mình nghe thấy tiếng bước chân giống như mình bây giờ này, nhưng mà nó nhỏ hơn tí này. Mà lúc đó mình chắc chắn là mình đang đứng nhìn để đọc tin nhắn. Ok. Check tất cả các phòng mấy friend. Chú ấy trốn đâu rồi? Nhưng mà mình đâu có mở cửa cho chú vào đâu, sao chú vào được? Trừ cái khúc hồi nãy ra thôi. Khúc hồi nãy thì mình có mở cửa để chứng tỏ cho mẹ biết là mình là người lớn. Ok. Mình có thể tự lo cho bản thân được. Ok. Nhưng mình khá chắc chắn là lúc đó chú chưa vào. Ok. Tại vì sau khi đóng cửa lại và khóa nhốt, không phải nhốt mà là kiểm tra kỹ càng. Mình kiểm tra lại nhà đâu có ai đâu. Cái gì? Mình phải kiểm tra xem cửa đã khóa chưa? Khóa rồi. Khóa rồi mà. Mình đang bị hoang tưởng my friend. Paranoid, paranoid. Cửa gì, cửa này là cửa gì mà sao không mở được? Mình đang hơi sợ. Oh no! Bản nhạc quen thuộc my friend. Bản nhạc này trong Pup Killer là những cái khúc gọi là anh sát nhân cứ tìm mình. À lộn, sát nhân bồn cầu chứ. Cửa đã khóa hết rồi my friend, mình nghĩ mình sẽ đi ngủ. Ok. Mình xin lỗi, hồi nãy mình có hơi mạnh mẽ một tẹo. Ok, bây giờ mình yếu đuối rồi. Để cho mình yên đi bạn sát thủ ơi. Ủa, sao không bấm nút ngủ được? Nộn phòng. Ơ, yun quá mẹ friend ơi, yun quá đi. Có ai trong tủ không? Chắc là không. Mình sẽ đi ngủ nha mẹ friend. Chắc không chuyện gì xảy ra đâu, tại vì mình đã khóa cửa hết rồi mà. Mình ngủ rồi, mình chìm vào giấc ngủ rồi mấy friend. Ai bấm chuông vậy? Ai lại bấm chuông vào giữa đêm như vậy nhỉ? Ai vậy? Wow! À không phải. Tưởng ai vừa ở trong này chứ. Nobody very searching. Không ai cả, lạ quá. Tin nhắn từ người lạ my friend. Lại là chú ấy nhắn. Midnight, nửa đêm. Bây giờ mấy giờ? 12 giờ 2 phút sáng my friend. Đây được gọi là nửa đêm không? Mình run quá my friend ơi. Mình muốn mở cửa bỏ chạy ra khỏi nhà quá. Nhưng mà thế là sai đúng không? Thế là đâu có đúng. Chiếc xe tải chuyên để bắt cóc đậu ngoài nhà mình rồi my friend. Mấy cái đứa không lương thiện hay mua mấy cái chiếc xe như thế này lắm. Mình đã nói một lần rồi. Nói lại lần cho my friend biết để mà cảnh giác. Nếu mà my friend phát hiện ra trước nhà my friend có một chiếc xe tải giống y chang như thế này, gọi cảnh sát ngay đi trước khi quá muộn my friend. Đến khi cảnh sát hỏi ai bảo gọi thì đừng có bảo mình, ok? My friend bảo là my friend tự gọi. Đừng có nhắc đến mình trong đó làm gì. Mình muốn giúp my friend nhưng mà mình muốn giấu tên ấy. Kiểu như là anh hùng giấu mặt ấy. Ok, cho nên là nếu mấy friend có làm theo lời mình thì chừa tên mình ra trong lúc mấy friend lấy lời khai, ok, từ sĩ quan cảnh sát hay là từ ai đó, hay từ phụ huynh của mấy friend chẳng hạn. Hoặc là tại sao mày lại gọi cảnh sát để báo chiếc xe tải này hả? Mày bảo con tự nghĩ ra đấy. Con muốn bada bim, con muốn chắc chắn rằng là mình không bị bắt cóc là lại vậy. I don't need it right now, mình không cần cái đèn pin này mấy friend. Nhưng mà mình thấy có đèn pin là mình thấy không linh rồi đấy. Tí nữa là phải cầm đèn pin lên đấy. Có là phải cầm đấy my friend. Nhà phát hành game họ không có làm cái đèn pin vô cho vui đâu. 12 giờ 5 phút sáng my friend. Jesus, game này tính đồng hồ như thật vậy. Này 12 giờ 2 giờ 12 giờ 5 my friend. Nó tính từng giây một kìa, ghê vậy mướt.
thứ hai ngoài không? No. Coi phim tiếp không? No. Jesus, cảm giác ở nhà một mình gớm quá, mấy friend ơi. Mình cũng đang ở nhà một mình đây, mấy friend ơi. Cứu mình với, mình tìm mình đâu quá đi. Không hẳn là đau tim nhưng mà con tim mình nó cảm giác rất là mong manh bây giờ, mấy friend. Hay là mình núp trong nhà kho này ta? Mình sẽ núp trong nhà kho này, mấy friend. Núp cho đến 6 giờ sáng, chờ mẹ về. Thực ra nếu mà cái này xảy ra ngoài đời ấy, nếu như mình đang đặt tình huống mình chơi game nhập vai lắm, mấy friend. Nếu thực sự thì chơi game thì mình nhập vai chắc phải đến 90% rồi đó. Mình giống như là mình đang là nhân vật luôn á, cho nên là mình hơi sợ. Chứ nếu đến 100% ngoài đời là mình chắc chắn nhà mà có căn phòng như là mình ngủ trong này, ok. Đóng cửa này chốt lại ngủ đây. Làm sao nó biết được là mình ngủ trong cái phòng này? Phòng kho với ba với bệnh này vừa hôi vừa bẩn thỉu vừa lạnh lẽo. Đổi lại cái đồ hoa kia cho nó đỡ đau mắt mấy friend. 1995. Jesus. Đối với đồ họa 1995 nhìn nó kinh tởm mày mứt mấy friend. Oh my god, bây giờ nhìn nó giống thật hơn nữa mấy friend. Jesus. Bây giờ mình nhập vai 95% luôn đó. Mấy friend ơi, đến nhà mình chơi đi, mình đọc địa chỉ nhà cho mình nè. Bây giờ mấy friend vào chơi với mình đi, mình không ở nhà mình ở đâu. Mấy friend sẵn sàng chưa? Trời ơi. Cúp điện mấy friend, mình phải lấy đèn pin. Đừng giết em bây giờ, em chưa lấy đèn pin mà, anh sách nhanh thôi. Ok, bây giờ anh có thể giết em được rồi. Đúng 12 giờ 10 phút mấy friend, điện sẽ cúp. Mình chỉ cầm đèn pin và đứng im trong nhà tắm, ok. Bây giờ chỉ có thời gian mới có thể giúp mình. Thời gian là một cái thứ gì nó rất là kỳ diệu mấy friend ạ. Mình sẽ có đi sâu vào cái gọi là cái định nghĩa vật lý và cái nguyên lý về thời gian. Nhưng mà thời gian là một cái thước đo rất là tuyệt vời mấy friend. Giống như là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời gì đó, người ta cũng tính bằng đơn vị ánh sáng, đơn vị thời gian đó mấy friend. Oh shit, mình đi xa quá, hãy đi gần lại đi. Thời gian nó có thể gọi là chữa lành mọi vết thương, nó có thể gọi là tạo rất là nhiều điều kỳ diệu mấy friend. Ví dụ như là mấy friend trồng một cái hạt giống gì đó, sẽ chỉ có thời gian và thời gian mới giúp cái hạt giống nó lớn lên thành một cái cây mấy friend. Wow, Dũng nói hay quá đúng không? Quá hay mấy friend. Dũng vừa câu thêm được 1 phút, ok, Dũng sẽ nói tiếp. Ví dụ như mấy friend, cái câu mình nói hồi nãy, thời gian nó rất là kỳ diệu, nó chữa lành mọi vết thương mấy friend. Giống như mấy friend bị người yêu bỏ, lúc đầu mấy friend sẽ đau đớn, mấy friend sẽ gào khóc, mấy friend sẽ chạy vào nhà vệ sinh, mấy friend la hét, mấy friend sẽ cúi đầu và bồn cầu, mấy friend ói mửa, mấy friend chạy vào nhà tắm, mấy friend khóc rớt hết nước mắt, xong lại lau mắt, xong lại chạy ra ngoài này lại khóc tiếp, rồi chạy vào đây để lau mắt các kiểu. Tại sao mình biết? Tại mình cũng đã từng mà. Nhưng trăng này đẹp quá mấy friend. Thôi từ từ nói chuyện trăng, nói chuyện thời gian đi. 12 giờ 2 phút, nice. 12 giờ 12 chứ. Thời gian nó có thể xóa nhòa mọi vết thương mấy friend ạ. Người yêu cũ rồi cũng sẽ có người yêu mới, ok. Và cái gì ta? Và vết thương nào thì cũng sẽ qua thôi. Nỗi đau nào thì cũng sẽ lành thôi, ok. 12 giờ 13 phút, very nice. Rồi mấy friend sẽ quên con người yêu cũ đó thôi, mấy friend sẽ hết thấy đau, ok. Nhưng mà làm sao mấy friend để quên được cái cơn đau đó? Tại vì nếu mà giả sử đây là ngày đầu tiên mà con người yêu nó bỏ mấy friend thì mấy friend sẽ đau lắm. Đau đến mức giống như mình vừa nói, mấy friend sẽ làm những gì với cái bồn cầu, với cái nhà vệ sinh này. 12 giờ 13, what the hell, lâu thế. Nếu em muốn cái nỗi đau hết đau thì chỉ có thời gian thôi, chỉ có thời gian mới có thể làm mấy friend hết đau được. Cho nên là bada bim mà. Cho nên là mình đang sử dụng thời gian để cho anh xác nhận anh chán của anh đi về mấy friend. Để anh đứng dưới mưa, anh chịu không nổi, anh bị cảm lạnh, anh lượn. Quay lại để chờ mẹ về, chứ mẹ chắc phải 6 giờ sáng mới về. Căng đấy. Thế nhưng mấy friend thì mình nên làm gì? Mấy friend không cần phải nói ra, mấy friend chỉ cần nghĩ trong đầu thôi. Mấy friend chỉ cần nghĩ trong đầu thôi, mình có thể đọc được suy nghĩ của mấy friend mà. Nếu như mấy friend chưa biết, mấy friend bắt đầu nghĩ đi. Mấy friend để mình đặt lại câu hỏi. Thế nhưng mấy friend thì mình phải làm gì trong cái tình huống này? Hả? Chạy ra khỏi nhà, mở cửa chạy ra khỏi nhà hả? Jesus. Mấy friend có bị điên không? Mẹ là dặn là không được mở cửa mà, cho bất kỳ ai mà, cho bất cứ cái tình huống nào mấy friend không nghe. Bỏ cái suy nghĩ bậy bạ ra đây nha mấy friend. Ngoài cái suy nghĩ mà mở cửa rồi bắt đầu chạy ra khỏi nhà, mấy friend còn cái suy nghĩ gì khác không? Mấy friend nghĩ là mình nên làm gì tiếp? Tiếp tục chờ đợi hả? Đúng, mấy friend suy nghĩ như thế là rất đúng mấy friend. Suy nghĩ như vậy không sai, ok. Mình thích cái suy nghĩ vừa rồi của mấy friend ấy, nhưng mà mình thì mất kiên nhẫn quá. Mình sẽ muốn cho mấy friend thấy và cho mẹ thấy là mình lớn rồi. Mình có thể tự lo cho bản thân mình được mấy friend, mình có thể xử lý được những cái tình huống.
Như là cúp điện thì mình sẽ làm được gì? Giống như cái con game hôm bữa mình chơi Ready for Bed ấy. Hồi đó game đâu những cúp điện, game còn bị rò rỉ nước. Mình vẫn xử lý được, my friend. Xử lý xong mình vẫn lên giường ngủ được bình thường. Đó. Đó gọi là gì? Người trưởng thành, my friend. Người có trách nhiệm với xã hội. Người có yêu thiên nhiên. Cái gì đây? Bad time to run out of energy, hả? Thời điểm thật là tệ khi mà cúp điện, hả? Đúng rồi đấy, tự dưng cúp điện giờ này. Trời đánh. Đang mưa sấm chớp đánh trúng nhà mà. Mình nói đâu rồi mấy friend? Bây giờ mình chỉ đi tự sửa điện cho mấy friend xem, ok? Tại vì sao? Người trưởng thành á. Cái gì? What does this guy want? I will check if everything is okay. Thằng này muốn gì đây? Mình sẽ kiểm tra mọi thứ xem nó có ổn không. Đấy, nhân vật bắt đầu giống mình rồi đấy. Là một người trưởng thành mạnh mẽ mấy friend ạ. À. Khi ra nhà mà cúp điện mấy friend phải đi kiểm tra cầu dao và cầu chì, ok? Trước đó mấy friend từ từ kiểm tra hàng xóm trước, xem hàng xóm có cúp điện không. Nếu hàng xóm cúp điện thì nhà mình cúp điện bình thường. Ok. Các bạn như hàng xóm cúp điện đấy mấy friend. Cho nên là nhà mình bị cúp điện là bình thường. Còn nếu như mà nhà hàng xóm mà không cúp điện thì là nhà mình có vấn đề rồi. Bada bum mà, bada bim mà, bada bum bum bim mà. Nhịp tim của mình bây giờ chắc dao động khoảng cỡ 101, 102 vậy đó, mình đoán thế. Ok, cửa này mấy friend. Cửa mình đang khóa nha mấy friend. Nó hiện cái chữ unlock có nghĩa là mở khóa. Mở khóa có nghĩa mình bấm vào nó sẽ mở khóa, ok. Chứ bây giờ thì nó đang khóa rồi, ok. Hả? Vẫn có mấy friend bảo là mở cửa rồi chạy ra ngoài đi nữa chứ. Mấy friend bị điên à? No no no. Mình không có làm vậy đâu. Mấy friend bỏ cái suy nghĩ đó giùm mình được không? Mấy fan chơi game mà nhập vai vào chứ. Đặt tình huống của mấy fan vào trong cái tình huống này thử. Cái tính mạng của mình đấy. Không phải trò đùa đâu. Mấy fan đừng có làm những cái trò dại dột như vậy. Can only be a joke. Đây chắc phải là một trò đùa. Mấy fan cúp điện sao để bấm chuông được hay vậy. Thật là vô lý. Thật là vô lý. Quầy quá. Cúp điện sao tủ lạnh sáng được hay vậy. Tủ lạnh chạy bằng pin mấy fan ạ. Công nghệ của năm 2022 my friend. Đột phá mới trong công nghệ máy lạnh. Tủ lạnh không tên tuổi my friend, không nhãn mác. Không cần sử dụng điện my friend, chỉ cần sử dụng pin hoặc là tủ lạnh xài pin sạc. Sạc 1 tiếng dùng 10 ngày kiểu kiểu vậy. Đảm bảo cho đồ ăn tươi mát. Lạnh lâu my friend. Mẹ nhắn này, nice. Brad à, cúp điện rồi phải không? À không, mẹ nói là cả thành phố cúp điện rồi, mọi thứ ổn chứ. Mẹ ơi con sợ lắm, có một thằng nào nhắn tin cho con vớ vẩn lắm. Con đã khóa tất cả các cửa chưa? Đừng lo, chắc là ai đang đùa con thôi mà. Tất cả cửa đã khóa rồi mẹ à. Nhưng con nhìn thấy đứa nào đứng ngoài nhà mình ấy. Con không được rời khỏi căn nhà nghe chưa? Mẹ còn phải làm việc. Ok, con sẽ ổn thôi. Đấy, người lớn là phải vậy mẹ friend. Trưởng thành là phải thế. Trưởng thành là gì? Là biết nghe lời mẹ mẹ friend, biết tự lo cho bản thân. Ok. Bà đi bì mở. Bỏ cái suy nghĩ anh lắp cái cửa này ra đi. Cái đầu mấy fan bị làm sao ấy nhỉ? Mình không có ra khỏi nhà đâu. Mình không có mở cái cửa đó đâu. Ok. Lúc đầu mình mở cửa là do là lúc đó là mình đang muốn chứng tỏ cho mấy fan thấy là mình con người gọi là có chính kiến, có lập trường, có trách nhiệm với những hành động của mình. Ok. Mình thích thì mình mở. Ok. Mình cảm thấy mình mở được thì mình mở. Ok. Hậu quả thế nào là mình chịu. Ok. Ok. 12 giờ 25 phút mẹ phải đến. 5 tiếng rưỡi nữa mẹ về. Bada bum bada bim bada bum bum bim. Ôi thật là mừng quá, đã có điện rồi, tắt đóng cửa đi ngủ. No. No 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 no. Oh my god. Oh my fucking god. Mình bị ảo giác cả ta. Tai mình vừa nghe tiếng bước chân thằng nào đi cạch cạch cạch, không phải cạch 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 mà đi nhẹ lắm, đi lên. Hay là mình vừa đi vừa nói thành ra là mình bị lộn. Mình nghe tiếng bước chân thằng nào ngoài á. Không có thể là mình. Cũng có thể là bước chân của mình mà mình lộn my friend. Nói chung là trải qua những cái chuyện vừa rồi thì bây giờ bị ảo giác là bình thường my friend. My friend rơi vào tình huống như mình thì my friend cũng bị ảo giác cả thôi. Nhịp tim my friend bây giờ dao động chắc khoảng 120, 130. Yên tâm, nhịp tim mấy friend lên 150 thì mấy friend không cần phải đợi thằng sát nhân giết mấy friend nữa, mấy friend tự lăn ra chết, ok. Chết vì sợ ấy. Mình nói thật chứ bây giờ nhịp tim mình 120, 130 là bình thường rồi đấy.
Tầm này mà có tầm này mà có cái máy đo nhịp tim thử. Tim mình không nằm ở tầm đó thì nằm ở tầm nào? Mình tự đo được chứ. Anh kia về rồi mấy friend. À, nói chuyện tiếp đi mấy friend cho nó đỡ sợ mấy friend. Ngày hôm nay của mấy friend như thế nào? Câu hỏi rất là trùng mấy friend. Nhưng mà đâu phải ngày nào như ngày nào đúng không? Mình biết là ngày nào mình hỏi mấy friend câu này nhưng mà đâu phải ngày hôm nay là ngày hôm qua. Ngày hôm nay là một ngày mới rồi. Cho nên mình hỏi mấy friend ngày hôm nay là mấy friend như thế nào, chắc chắn mấy friend phải chờ một chút để mình đọc cái này phát. Tôi không thích ánh sáng cho lắm, tôi thích bóng đêm hơn. Ha ha ha. Mẹ nó sợ mình mấy friend, mình bật hết điện lên rồi mà. Đâu dám làm gì mình. 12 rưỡi đêm mấy friend, không thể đi ngủ được tại vì có một thằng người lạ đang lẩn vẩn quanh nhà. Nó thì đang ở nhà một mình, thằng nhân vật mình ấy. Mẹ thì đi làm mai mới về. Khả năng cao là thằng này không sống đến ngày mai để gặp lại mẹ đó mấy friend. Đó mới là ngày tồi tệ nhất cuộc đời của nó, ok. Cho nên là nếu mấy friend ngày hôm nay có trải qua một ngày nó không được suôn sẻ cho lắm, không được khả quan cho lắm thì mấy friend cũng đừng có buồn quá làm gì, ok. Đừng có suy nghĩ nhiều quá làm gì. Tại vì sao vậy? Tại vì ngày hôm nay của mấy friend chắc chắn vẫn tốt ngày hôm nay của thằng nhân vật này, ok. Và ngày mai của mấy friend sẽ tốt hơn thôi, ok. Mình biết sau này mình nói nhiều thì biết. Nhưng mà mình mình mỗi lần hay sợ mình nghe nói nhiều lắm mấy friend. Mình biết là bọn này à lộn nhầm. Mình biết là trên YouTube bọn nó chơi game này chắc hết có mấy phút thôi. Nhưng mà mình chơi game hơi nhập vai, mình hơi hơi lâu cái gì. Do not go to sleep, I'm waiting for you sleep. Nó bảo đừng cứ ngủ. Nó đợi mình trong giấc ngủ đấy. Chắc bạn đùa mình đấy. Đêm nay mình khỏi ngủ, ok. Nhà có cà phê không? Để mình pha rồi mình thức đến sáng với nó luôn mày friend. Thằng lão lao này. Cái gì? I'm going to sleep, that crazy man be damned. Mình sẽ đi ngủ mày friend, thằng kia chắc chỉ đùa mình thôi. Đúng rồi đấy. Đi ngủ ấy, làm gì nhau. Khóa hết cửa rồi, mấy friend sợ cái gì vậy? Nó hù vậy để cho mình mất ngủ đấy mấy friend. Còn thứ gì đáng sợ hơn là mất một giấc ngủ mà mấy friend không được trọn vẹn. Thần kinh sẽ bị ảnh hưởng này, sức khỏe bị xuống cấp này. Rồi tâm trạng nó không được tốt này. Nói chung là mất ngủ nó là một cái cơn ác mộng mấy friend. Nó là một cái kẻ thù. Cho nên là đừng có để bọn nó hù như vậy. Mấy friend quên hết những cái gì nó ấy đấy. Mấy friend chỉ cần nghe mẹ. Mẹ bảo khóa hết cửa lại là được. Là ok rồi. Cứ đi ngủ thôi. Mình tin. Mình không tin đến cái trường hợp là nó sẽ ném bể cửa sổ mình, ok. Có vẻ như ai đó là đập bể cửa sổ nhà mình my friend. Chi giật. Thằng này liều quá my friend. Thằng này liều mạng quá. Nước đi này cao tay quá my friend. Mình chưa tính tới. Nút bấm đâu rồi my friend? Điện thoại nút bấm nằm chỗ nào để mình bấm 113 cái. Nhanh đi còn kịp. Thôi thì đến giờ phút này thì mình xin tuyên bố là mình đứt rồi. Mặc dù được nghe theo lời mẹ làm theo hướng dẫn của cấp trên chỉ đạo. Nhưng mà thằng nhân vật nó vượt rào rồi. Nước đi này của nó quá là cao tay my friend. Nhân vật thì lại không biết số của cảnh sát là bao nhiêu hết. Mỗi đất nước mỗi khác mà my friend. Ở đất nước mình là 113 và nước ngoài là 911, ok. Hết hồn. Thank you T2035 my friend. Mình đang chơi game kinh dị cho nên là bạn ấy bấm nút đăng ký không đúng lúc một tí nào my friend. Cửa sổ nào bé vậy? Có thể cho mình biết cửa sổ nào vừa bé vậy không? Ở trên ở dưới vậy có nên mở cửa bỏ chạy không ta? Bây giờ còn kịp đấy mấy friend. Gặp cái tình huống này ngoài đời là mình bỏ mở cửa bỏ chạy rồi tại vì bị nó đã đập cửa sổ nó chạy vào nhà rồi thì có nghĩa là trong nhà đâu còn an toàn là mình phải ra khỏi nhà chứ. Ủa? Oh no! Nó đập cửa sau mày friend, nó vào rồi đấy. Nó vào rồi, nó vào rồi. Nó nhắn tin cho mình mày friend. I'm inside your house. Tôi ở trong nhà bạn rồi. Vui quá, vui quá. Thật thì đùa bét. Có thể là đang mind fuck mình mày friend. Đang hack não mình đấy. Nó chơi đòn tâm lý mày friend. Thật thật giả giả mày friend. Nó nói vậy chắc gì đã là vậy. Hồi nãy mình cũng nói vậy mà ta. Này mình cũng nói là nó bây giờ ở trong nhà mình rồi. Nhưng mà nhiều khi cũng phải đâu. Giả sử nó ở trong nhà rồi bây giờ mở cửa chạy mình biết chạy đi đâu. Mình đâu có chơi với hàng xóm đâu. Chạy qua nhà hàng xóm lỡ họ không cho vào nhà thì cũng như nhau à. Ôi my god, team mình chắc lên 104 rồi mấy friend.
Nhịp tim bây giờ không lên 140 mới lạ ấy. 12 giờ 40 phút sáng my friend. Hello. Nhân vật mình bị thấm nhuần cái tư tưởng đạo đức của mình nha my friend. Đó là một người đàn ông mạnh mẽ có thể sửa chữa và lo lắng được cho mọi thứ, tự biết lo cho bản thân, cho nên là không gọi cảnh sát, quyết tâm không gọi cảnh sát và không gọi cho mẹ my friend. Để mẹ phải lo lắng my friend, để cho các chú cảnh sát đang bận rộn làm những cái việc quan trọng hơn, cứu giúp những người khác quan trọng hơn. Bản thân mình không phải là không quan trọng, nhưng mà bản thân mình chỉ như mình có thể tự lo được. Nhân vật mình có vẻ như đang làm như vậy. Người ta nói anh dũng và ngu dốt thì khó để phân biệt được lắm my friend. Sự dũng cảm và cái sự ngu dốt nó hầu như là giống nhau á. Just kidding, đùa thôi. Shit. Bây giờ mình lại không tin nó rồi my friend. Ngay khi mình không tin nó câu nó ở trong nhà, bây giờ nó lại bảo nó không ở trong nhà thì mình lại không tin nó. Bây giờ mình khá chắc chắn là nó ở trong nhà rồi đấy. Anh ơi để em ngủ đi, mai em còn bao việc. Anh có biết mình bị tiền sử bị bệnh tim không my friend? Chắc là không. Anh giờ chỉ cần nhắn cho mình thêm 3 tin nữa thôi, mình tự lăn ra chết ok. Nhịp tim bây giờ lên 140 rồi bà. Anh cho mình nhịp tim nhanh thêm 10 nhịp trên phút nữa là coi mình tự lăn ra chết chứ cần gì anh giết. Anh ơi, em biết là em có gì mà anh hứng thú em vậy chứ. Nữa. Ủa, lần này anh xuất hiện rồi kìa. Không chơi trốn tìm nữa. Hello. Cửa khóa rồi, có gì muốn nói đi. Ủa ai vậy? Ai mà nhìn mặt lương thiện vậy, mất my friend. Hello. Nói chuyện hả? Dylan. Chào buổi tối nhóc à. Xin lỗi vì đã gõ cửa nhà nhóc trễ như thế này. Chú lai vậy, tại sao chú lại cố gắng làm cháu sợ? Làm cháu sợ? Ồ không, xe của chú bị hỏng ở cái góc kia, chú cần giúp đỡ. À cháu xin lỗi nhưng mà cháu còn quá nhỏ để có thể giúp chú. Quên nào nhóc, chú chỉ cần đi vào vào đó và sau đó mượn điện thoại của cháu thôi. Cháu ở nhà một mình hả? Ba cháu đang ở trong nhà đấy, và ba cháu đang ngủ trên lầu đấy. Cháu xin lỗi nhưng mà cháu không giúp được ok. Làm ơn đi nhóc, cho chú vào đi, ở đây lạnh lắm và chú ướt hết rồi này. Tất nhiên là chú đi đi, cháu không cho chú vào đâu. Cháu không giúp được đâu, chú đi đi. Này có lựa chọn cho chú vào nó mới ghê chứ. Hi. Nói chung là ở một cái vũ trụ khác my friend, ở trong một cái bộ phim khác, ở trong một cái hoàn cảnh khác. Biết đâu chú này là nhân vật chính của cái bộ phim này ok. Để bây giờ trong nhà mình có một thằng sát nhân đang núp sẵn ở đâu đó. Nếu như mà chú này vào, tí nữa thằng sát nhân lao ra định chém mình thì chú này bay ra đỡ cho mình, cho nó chú đấm lại thằng sát nhân kiểu kiểu vậy. Thì đó cũng là một cái kịch bản phim khá là thú vị my friend. Và khi mà mình từ chối chú đi rồi á, thì wait what, sao chú lại vào chỗ chiếc xe chuyên để bắt cóc người vậy? Xe đó của chú à? Mình nói đến đâu rồi my friend? Thì hóa ra là cái chuyện mình đuổi chú đi là sai lầm, còn cái chuyện cho chú vào mới là đúng đắn. Nhưng mà đó là ở một vũ trụ khác, một bộ phim khác, một cái kịch bản khác. Trời ơi, nhịp tim lên 145 này my friend, không cần đo cũng biết. Cái gì? Sound like you don't like helping people. Có vẻ như nhóc không giúp, không thích giúp đỡ người khác nhỉ? What the hell? Mình nói mà, chú vừa rồi là người tốt mà my friend. Thằng người xấu là người trong nhà mình nhá. Giờ sao đây? Mẹ lại nhắn gì đây? Brad trả lời mẹ đi, rất là khẩn cấp. Chuyện gì về mẹ? Hàng xóm gọi cho mẹ và họ nói là có ai đó đang đến nhà mình. Con đang ở một mình mẹ à? Có một ai đập vào cửa sổ, có ai đập vào cái cửa phía sau ấy. Hàng xóm đọc gạch cảnh sát rồi, nếu như có chuyện xảy ra con hãy trốn dưới giường nhé. Được rồi mẹ đừng lo. Wait what? Game này quen quen. Những friend nào đã coi mình chơi game Fear Phantom Home Alone đấy mấy friend. Lại bể kính nữa rồi, anh kích rồi. Nút trốn đâu? Mommy? Mẹ chưa bày cho mình nút trốn thì sao mình trốn được? Nó lại đập thêm một cái cửa sổ nữa mấy friend. Nhưng mà mình không tìm ra cái nút trốn dưới gầm giường. Anh kích rồi, trời ơi là trời ơi. Thôi trốn trong nhà vệ sinh được, khác gì nhau lắm. Ý là cái kịch bản mà ở nhà một mình xong có kẻ lạ đột nhập á. Xong rồi hàng xóm gọi cảnh sát xong rồi mình trốn dưới giường ấy my friend. Nó giống chắc phải đến 90% rồi. Khác cái nhà thôi. Hồi đó mình chơi game đó mình sợ phải mít.
Không phải giường này, giường bên kia hả ta? Oh no. Sao mình lại vứt đèn pin chìa vào đấy? Mình khôn nó vừa thế chứ mình. Oh my god, trong lúc hoảng loạn có mình chui xuống gầm giường xong mình ném cái đèn pin ra góc đằng kia my friend. Xong đèn pin nó tố mình đang ở đây luôn. Rồi xong. Cái kiểu đi này là chú biết mình đứng như này rồi. Vĩnh biệt my friend. Lời cuối cùng mình muốn nói với my friend là vẫn như mọi khi thôi. I love you bạc bạc. Thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn my friend ạ. Nhưng mà cũng khá là đáng trân trọng. Oh no, Dũng lại sống rồi. Ok, mai Dũng lại được chơi game kinh dị cho mấy fan xem rồi. Yên tâm đi, cảnh sát sắp đến rồi, mình sắp được cứu rồi. Sau đó mình sẽ đặt tên những cái game này là Fear to Phantom version 2 my friend. Mình có hai lựa chọn, tiếp tục trốn hay là ra khỏi giường. Tất nhiên là mình tiếp tục trốn rồi. Ê, cái gì đó? Đáng lý mình phải ra. Thôi chết rồi. Điện thoại của mình thì đã làm cho mình lộ vị trí my friend. Đáng lý mình nên ra khỏi giường và tìm chỗ khác trốn thì hay hơn. Thử lại chơi lại từ đầu thì không có bỏ qua đấy my friend. Mình không có rảnh. Thì coi như đó là một cái kết thúc đi my friend. Thực ra game có 3 end. Mình có thể đoán được sơ sơ 3 end rồi. Này mình chơi là cái end nó là bị lộ trong lúc trốn dưới gầm giường, ok. Cái end thứ hai đó là mình sẽ tìm được cái chỗ trốn an toàn hơn là mình sẽ được boot end, ok. Và cái end thứ ba đó là mình không nghe lời mẹ, mình mở cửa cho thằng nó vào luôn, hay là từ cái lúc thằng kia xin vào là mình mở cửa cho nó vào luôn. Thì đó là 3 end, ok, mình đoán được hết rồi. Game mấy cái game thuộc dạng này không nên chơi đi chơi lại nhiều lần my friend, mà mình nên chấp nhận cái kết thúc mà mình nhận được, ok. Và kết thúc mình nhận được đó là mình đã chết, ok. Ok, nó là một bộ phim hay, nó là một trò chơi thú vị. Damn it. Và mình xin chấp nhận cái kết thúc này. Game đau tim đó my friend, may quá. May là nhịp tim mình chỉ dừng lại 145 thôi. Thêm 5 nhịp trên phút nữa là mình tự lăn ra chết rồi. Ok, ok. Và đó là game Fear to Phantom on game After Midnight lộn. Chắc là trùng hợp trong cái chuyện mượn ý tưởng thôi. Nhưng mà được, game kinh dị là như thế là được rồi. Khá hay và khá sợ my friend. Fear to Phantom thì thực ra nó cũng có 2 end thôi. Một end là bị sát nhân giết my friend và một end còn lại là cảnh sát đến cứu mình, ok. Shit. Thấy vẫn giống nhau đấy. Thôi, dù sao đi thì thank you my friend vì đã theo dõi. Bye bye, see you again. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc em một ngày tốt lành.